Thì 600 triệu nha quý vị, đất của BKMX Trơn Thành giai đoạn 1. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại trụ sở chính của BKMX Bình Phước. Và đây cũng là trụ sở để mà các chuyên gia đầu ngành của BKMX làm việc tại đây. Thì cả nhà có thể thấy cơ sở hạ tầng của BKMX hoàn thiện lên tới 70% rồi nha quý vị, 70% rồi ạ. Tất cả những cái dãy ký ốt nhà trọ và cái trục đường này cũng là đường dẫn ra khu công nghiệp. Từ vị trí Trọng Thơ đang đứng ra khu công nghiệp chỉ 200m nha quý vị, 200m thôi. Rồi tiếp tục chạy theo trục đường D1 ạ. Cũng là đường ra khu công nghiệp nha. Tất cả những dãy nhà phố thương mại đã hoàn thiện và chuẩn bị cho đi vào hoạt động. Còn cái dãy nhà phố thương mại đối diện vị trí Trọng Thơ đây, hiện tại dân đã ở lên tới 50% rồi ạ. Đã xây xong cách đây 2 tháng và đã ở lên tới 50%. Trước mặt chúng ta có thể thấy trường mầm non Sơn Ca nhé. Trường mầm non Sơn Ca hiện tại học sinh đã học cách đây 2 năm nay rồi và đã full học sinh rồi. Ngay trường mầm non Sơn Ca, ngay trường mầm non Sơn Ca luôn. Có 4 lô liền kề giá chỉ 600 triệu, diện tích mỗi nền là 5 sâu cho 30. Đất của chúng ta đất ở đô thị full thổ cư và nằm trong lõi trung tâm của thị xã Trơn Thành và cách trụ sở chính của BKMX Bình Phước chỉ 150m, 150m nha quý vị. Liên hệ trực tiếp cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta nhận thông tin chi tiết từng nền tại khu nghiệp BKMX Trơn Thành Bình Phước và nhanh tay sở hữu cho mình một trong 4 nền đặc biệt này nhé. Trọng Thơ xin chào và chúc quý hàng đầu tư thành công. Nhớ chia sẻ video của Trọng Thơ, đăng ký kênh của Trọng Thơ để cập nhật những sản phẩm mới nhất tại BKMX Trơn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.